Vâng. Kyrgyzstan. Thường thì cái gambit này mình sẽ không không ăn, đặc biệt là trong những ván đầu 3 phút này. Chúng ta thấy là rất khó để tính toán. Như vậy anh đã chấp nhận không nhập thành. Nhập xa nhập gần thì đổi luôn nữa. Cũng được. Lên đấy. Rồi, mình sẽ trồng xe. Ui. Bây giờ láo nháo này được, thế là hay à. Tưởng thế là hay à em. Ăn đấy á. Cuộc chiến đi săn tốt của hai bên bắt đầu. Mã chiếu đây. Ăn tốt này. Rồi thì xem ai nhanh hơn. Vào đấy. Vẫn phải lên vua mới thủ được. Thủ thế. Làm cái gì? Ôi trời, đẹp luôn. Ôi trời, đây rồi, xong luôn. Vâng, tự đánh gambit mà hay à em. Ô, lại Kyrgyzstan nữa. Hôm nay hack à? Ngon. Làm gì làm đi. Buổi tượng. Ra xe, như anh định gì tốt sau đó lao mã vào đây.
Con lúc đánh đã bị chết TC, gọi là nhìn thấu. Dòng gì không? Đấy giờ. Ủa, mình phải lên giữ mã này. Vâng, với việc quen đánh khai cuộc này, CTC đánh rất nhanh. Anh đang hơn cao thủ Kyrgyzstan. Vâng, chúng ta đọc chuẩn là Kyrgyzstan. Khoảng 1 phút. Vâng, anh đẩy tốt để lao mã lên nhưng mà vối. CTC đã khóa mọi đường đi lối lại. Sau đây anh bạn về mã bí rồi. Về hậu. Cũng về tiếp. Kinh nhỉ. Rồi, cho xe bắt đầu đuổi luôn cơ. Vâng, nước vào hộ khá biến nào. Dí lên. Lại vòng bên đây vậy. Chui mã vào đấy. Cứ để him xem nó làm gì. Lao lên đấy. Ừ, ở đây mình có thể dí lên được. Nhưng mà thôi cứ bình tĩnh. Vâng, đúng như dự đoán anh đã gần hết giờ rồi. Khó để làm điều gì đó trước chess TC. Lên đấy. Định làm gì? Vâng. Câu trả lời là nothing. Không gì cả. Về đấy. Úi giời. Loằng ngoằng hóa ra chỉ để bắt tốt thôi à. Vâng, hết giờ rồi. Hơi nhỏ cho anh.